Chiều 24 tháng 5, tiếp ông Karan Adani, tổng giám đốc công ty cảng và đặc khu kinh tế thuộc tập đoàn Adani, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hiện tại, Việt Nam tập trung vào ba đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Do đó, Việt Nam hoan nghênh các đối tác trong đó có ấn độ quan tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng chiến lược tại việt nam bao gồm hạ tầng giao thông hạ tầng năng lượng hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu ông karan anandhi cho biết Arani là tập đoàn kinh tế lớn nhất ấn độ đang hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển vận tải logistics năng lượng công nghệ số tại hơn 50 quốc gia trên thế giới Adani rất quan tâm, đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá cơ hội và đi đến quyết định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực cảng biển, logistics, mà còn các lĩnh vực năng lượng, công nghệ số. Trong đó, mong muốn xây dựng hệ sinh thái cảng biển theo hướng xanh hóa và đầu tư các nhà máy điện gió, điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam hoan nghênh adani lựa chọn đầu tư vào việt nam thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn adani tiếp tục mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư khác đồng thời mong adani sẽ khuyến khích thêm các nhà đầu tư khác của ấn độ tới việt nam